ánh sáng dẫn lối cho những khát khao. Những khát khao giúp chúng tôi không bị thay đổi mọi giới hạn để đón đầu xu thế và đưa bạn đến những vùng đất tìm kiếm này. Cùng với ánh sáng đó, chúng tôi luôn tự hào cùng bạn vươn xa đến những tầm cao mới để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống. Chúng tôi là Novaland. Tại Novaland, ánh sáng khát khao đó cũng là con đường giúp chúng tôi định hình giá trị cốt lõi trong chính từng thành viên, lấy sự hiệu quả làm trọng tâm hoạt động, tôn vinh lòng chính trực và thể hiện tính chuyên nghiệp ở mọi cấp bậc. Giá trị cốt lõi ấy đã đồng hành cùng Novaland trong suốt 29 năm qua. Khởi đầu với Sunrise City, dự án mang tính biểu tượng cho dấu ấn đầu tiên của ánh sáng đầy hoài bão. Đến nay, chúng tôi tự hào là nhà phát triển bất động sản với hơn 50 dự án nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Novaland hôm nay đã đạt được những thành tựu đáng nhớ với sứ mạng kiến tạo cộng đồng, xây dựng điểm đến, vun đắp niềm vui. Đang sở hữu và nghiên cứu triển khai gần 5.000 hectare quỹ đất và không ngừng khai phá những vùng đất mới, Novaland tự tin sẽ mang ánh sáng của sự phát triển và thịnh vượng đến nhiều vùng miền trên cả nước. Những thành tựu đó sẽ là động lực mạnh mẽ để Novaland chuyển mình, không ngừng đổi mới, đón đầu ngoài xu hướng để hiện thực hóa tầm nhìn, trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trong các lĩnh vực trọng điểm. Lĩnh vực bất động sản. Ngoài việc tập trung phát triển các dự án bất động sản đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tiêu biểu như khu đô thị vệ tinh Aqua City và phát triển bất động sản du lịch mang thương hiệu Nova World, Nova Beach, Nova Hills, Novaland bắt đầu nghiên cứu và triển khai mạng bất động sản công nghiệp thắp sáng những vùng đất đầy tiềm năng trên cả nước. Lĩnh vực kiến tạo điểm đến du lịch. Từ các tổ hợp bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế, Novaland cùng các thành viên của Nova Group là Nova Service và Nova Consumer hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tiện ích nhằm kiến tạo những khu đô thị đáng sống, những điểm đến du lịch tuyệt hảo, góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời tham gia vào lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông. Trong suốt quá trình hoạt động, Novaland xác định rằng sự thành công giá trị thương hiệu được ghi nhận và tồn tại xuyên suốt thời gian không chỉ được công nhận bởi kết quả kinh doanh mà còn ở mức độ và trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội. Trách nhiệm này không chỉ của riêng tập đoàn mà còn là trách nhiệm của từng thành viên Novaland. Trong những năm gần đây, hàng nghìn hoạt động diễn ra thường xuyên và sôi nổi với ngân sách dành cho các hoạt động xã hội và hỗ trợ cộng đồng lên tới hơn 400 tỷ đồng. Mọi nỗ lực vươn lên đều sẽ gặt hái quả ngọt và những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước trong nhiều năm qua mà Novaland đạt được cũng chính là minh chứng cho thành quả của một tập thể vững mạnh và uy tín. Tại Novaland, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm thú vị. Và đó cũng chính là động lực để Novaland không ngừng dựng xây và mang ánh sáng của khối Rubik xanh vươn xa hơn, cao hơn, góp phần vun đắp niềm vui và kiến tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.